Ngoài ra, Bộ Giao thông Vận tải cũng yêu cầu Ban Quản lý Dự án 2 chỉ đạo Công ty Cổ phần Đầu tư BOT Hà Nội Bắc Giang sớm ký hợp đồng với đơn vị tư vấn, đẩy nhanh tiến độ dự án. Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 1 đoạn Hà Nội Bắc Giang được thực hiện theo hình thức hợp đồng BOT với tổng mức đầu tư hơn 4.494 tỷ đồng. Dự án có chiều dài 45 km, được xây dựng với cấp đường ô tô cao tốc, vận tốc thiết kế 100 km/h. Dự án được khởi công xây dựng vào ngày 22 tháng 2 năm 2014 và dự kiến hoàn thành vào tháng 6 năm 2016.